Xin chào các bạn, hôm nay ra vườn nha các bạn. Ra vườn xem có củ cà rốt nào không, đào xong rồi hái một ít rau cho thỏ ăn nha. Mấy ngày nay thỏ thì ăn rau ở ngoài chợ mình xin về đó, nhưng mà thỏ vẫn thích ăn rau tươi hái từ vườn. Bây giờ mình thấy còn những cái cọng rau nào mà còn sống sót qua cái đợt đông đá vừa rồi thì mình cũng ngắt hết nha các bạn, rồi để cái gốc lại cũng lên tiếp. Bây giờ đeo bao tay vô ngắt cho nó đỡ lạnh cái tay ha. Các bạn yêu cầu ra vườn đi, ra vườn. Vườn bây giờ hoang tàn quá chừng. Trời hôm nay cũng ấm áp rồi các bạn, nên mình ra vườn mình hái ít rau. Đã chưa gì chưa nói được mấy câu đã thấy máy bay bay rồi. Buồn lắm các bạn. Rồi bây giờ nó sống gượng lại đó các bạn, xong nó dai hơn, nó chống lạnh á, nó dai hơn là bình thường. Bình thường nó non lắm á, bây giờ ngắt hơi khó nè. Rau này cũng giỏi thiệt đấy chứ, đông đá xong rồi rã đông lại sống tiếp. Wow, nó dài quá các bạn. Được có chút xíu thôi, kệ, ngắt được miếng nào thì ngắt. Rau này rau cải làng đó các bạn, ở ngoài chợ Tàu á người ta có bán để cho mình xào thịt rồi xào tôm thì mình ăn đó. Nhìn cũng rất là tươi nè, nhưng mà có cái hơi dai thôi mà thỏ rất là thích. Wow, chưa gì đã được món ngon cho thỏ rồi đây. Rồi, chuyện này được chưa? Đủ làm quà cho thỏ chưa? Nó kêu ở ngoài, các bạn nghe không? Nó kêu, hí hí hí. Kêu để mình cho ăn á. Mình cho quà cho thỏ xong rồi mình đi đào cà rốt nha các bạn. Chứ không thôi mình hái như vậy á mà đào cà rốt mà thỏ hay chuột nó kêu thấy tội nghiệp lắm. Wow, chút xíu nữa mình sẽ đào bụi hành cho các bạn xem. Hái thêm vài miếng nữa đi cho thỏ nó vui. Đó, vườn sắp tới tháng 1, tháng 2 là lạnh hơn nữa các bạn. Nó rơi tuyết hay gì đó rồi. Vườn của mình nó trụi lũi luôn, không còn một cái lá xanh nào hết á. Tới tháng 3, tháng 4 mới bắt đầu nảy mầm lên lại. Rồi bây giờ cho thỏ ăn thôi, mấy con chuột làng mấy con thỏ đợi nóng ruột lắm rồi, mình sẽ tới cho thỏ ăn nha. Làm sao vậy thỏ, làm sao? Có chuối có táo có đầy đủ mà không chịu ăn các bạn, cứ đợi mình ra vườn là réo kêu. Những chuột làng này miệng lớn nhất, kêu cho lớn lên để được ăn rau. Đợi tí nha. Đợi tí nha, nè nè, mỗi đứa một cọng thôi. Thỏ đen nè, thỏ đen nè, ăn ít thôi. Thỏ đen lì lắm á. Thôi đi vô. Thương quá. Này thỏ bông ơi, đây nè thỏ bông đây, chuột lang nè. Mỗi đứa gắp miếng vô. hừ quá thợ bông. Ở mẹ nè, chuột lang nãy giờ tội nghiệp quá, không cho nữa, để chọc mấy con thỏ vui, để mình quay vô cho các bạn xem.
thương chưa các bạn? Mấy ngày hôm nay rồi đâu có rau xanh mà ăn, thì xin rau ở ngoài chợ thôi. Rau tươi thì thỏ thích, quá thích đi chứ ha. Đó, chồm chồm. Chuột lan cũng tham gia chồm nè. Chuột lan giờ đi đâu vậy? Chuột lan ơi, ra đây ra đây. Chuột lan nó chạy quanh hết trơn, nó không biết chỗ nào mà để ăn á. Tìm cách cho nó lưng đi. Hello chuột lan. Lan à. Nó trèo lên lưng, trèo lên lưng. Hừ quá chuột lan rồi. Nè. Thỏ bông bữa nay hiền quá vậy. Thì bà còn ăn rau ăn cỏ riết à, mập ú mập ù luôn các bạn ơi. Con nào con nấy cũng khỏe mạnh ha, đâu có chịu ăn cám đâu các bạn, chỉ thích ăn rau thôi. Chuột lan đi đâu mất rồi? Chuột lan đâu rồi? Lan núp ở dưới cổ thỏ mẹ ăn nè. Rồi ăn cho no say đi nha, rồi uống nước. Tạm biệt đây. Đó, mê chưa? Thấy không? Món rau tươi hái từ vườn vô mà. Ăn cho đã đi ha. Đó, mát miệng chưa? Mấy ngày hôm nay là ăn mấy lá bắp cải già ở chợ đó các bạn. Bây giờ mới được ăn rau tươi. Ngon lành ha. Bay đằng xa kia kìa. Các bạn thấy không? Bay sau mấy cái thông nè. Cứ 5-10 phút là bay một lần như vậy. Ra mót vườn nha các bạn. Ngày nào cũng mót vườn hết. Thì rau má vẫn còn sống nè. Thì mình sẽ thu hoạch cái bụi hành tây này của mình nha. Lúc trước thì mình cắt cái rễ hành tây đó, khoảng ở từ rễ lên khoảng 2cm đó. Mình cắt mình cắm xuống dưới này nè các bạn. Bây giờ nó ra nguyên một bụi hành ha. Nó ra bụi hành, nó ra lá bự lắm á. Bây giờ mùa đông rồi nó trụi lá. Bây giờ mình thu mấy cái hành này vô nha. Giờ nhổ lên nè. Đó. Giờ sao nhổ? Cứng nhắc gì? Nhổ thử nó như thế nào. Các bạn thấy ngon không? Đã thì là đã. Sang năm mình sẽ trồng nữa nha. Đó. Trồng từ hồi nào giờ. Bây giờ ra vườn mới thấy à, hệ tưởng đâu nó không ra củ, bây giờ nó ra củ mình thu thôi, tách ra nè. Củ hành củ nào củ nấy chắc nụi à các bạn ơi. Nhìn cái củ của nó đã chưa. Wow, cái này mà vô phi hành rồi nấu canh chắc ngon lắm nè. Hành tây loại nhỏ đó mà mình trồng á không có tốt lắm cho nên nó dài dài nhưng mà nó chắc lắm, chắc nụi à. Đây chắc hơn rồi quá. Đây nè, đây có củ nè. Hư rồi, lạnh quá nó úng rồi các bạn ơi. Đó, cách đây 1 tháng, 2 tháng mình ra mình thu ok bây giờ nè. Cái chỗ này nè, lạnh quá nè, nó úng hết trơn rồi, úng chưa? Úng chưa nè, úng hết rồi. Biết vậy bữa sau mình thu trước đây 1 tháng, 2 tháng ok ha. Nè, đây là cái cọng cà rốt nè. Không, mùa đông tới nó úa tàn hết trơn rồi. Nhưng mà mình biết là cái gốc ở đây sẽ có củ, mình sẽ đào. Củ nhỏ tí đi rồi các bạn. Cũng vui. Có củ không? Nè, cái củ của nó nè. Cà rốt mini ha. Cà rốt này vô ăn ngọt ngay luôn nha. Giòn. Đào tiếp thôi. Có nhiều không ta? Nhỏ không ơi các bạn ơi. Củ này bự lên tí nè. Đây, củ này bự nè các bạn. Cái củ nó cái cưng không?
Vô rửa ăn nha, ăn ASMR dồn rụt luôn á. Đây đây, ok, đây ok nè. Wow, đây có luôn cái cọc luôn nè các bạn. Thấy củ cưng không? Được mấy củ rồi đó. Đào cà rốt. Hôm nay đi bới cà rốt tí hon. Tí hon nè, thấy cưng quá. Vô ăn xem sao các bạn. Nhổ nguyên bụi này thử có gì không? Nhổ không được nữa các bạn ơi. Nè, đó, cái củ cưng không? Vô rửa sạch sẽ chắc đẹp lắm ạ. Đây nữa. Wow, cái này bự hơn chút xíu nè. Đã chưa các bạn? Cà rốt này, cà rốt màu tím. Chỗ này ok không? Đây có gì? Nhẹ nhẹ thôi các bạn, sợ nó trầy củ cà rốt. Đây nè, có nhóc luôn nè, hơi nhỏ thôi. Cứ nhổ hết vô nhà đi nha. Rồi tính sao? Đó, này nguyên gốc nè. Cái này có lá luôn nè. Cái này mình không có ý định trồng, mình chỉ gieo thôi. Rồi lười biếng trồng. Nhổ cà rốt cho các bạn xem. Ở đây củ cà rốt này nó bự nè, tại vì nó gần ở ngoài nó có nước mưa, mình không tưới các bạn. Wow, bây giờ cái củ nó như thế nào rồi? Đã chưa? Cũng thương ha các bạn. Cần quá chừng luôn. Đó, được mấy củ rồi. Thêm nữa không? Đây nè. Đây nguyên. Bây giờ cái cọng của nó yếu lắm, mình chỉ cần giật một cái là nó đứt thôi các bạn. Cái cọng rất là yếu. Đó, nó không có nhổ lên được. Cọng này để cho thỏ ăn nè, thỏ thích lắm. Mình biết cái gốc nó ở đây nè, để mình đào củ lên thôi à. Đã không các bạn? Wow, thấy cưng ha. Các bạn thử trồng cà rốt đi. Trồng cà rốt vui lắm á. Máy bay đâu mà bay dữ vậy không biết. Bạn thử gieo cà rốt nha. Gieo nó lên cũng nhỏ nhỏ, ăn cũng ngon lắm ạ. Đây nữa nè. Đó, hứa với các bạn. Ra đào cà rốt cả tháng nay rồi, giờ mới đào đó. Chỉ cần nhổ nhẹ thôi là nó lên thôi. Mấy củ rồi, không biết mấy củ nữa, cứ đào vô đi. Vô ăn nó ra sao nha các bạn. Để mình trồng thử cái mùi vị của nó có ngon không. Có khi nào đào được một rổ đầy này không ta? Chưa gì đã có một nắm rồi, chừng này một mình ăn no rồi đó các bạn. Một củ của nó cũng bự hơn ạ, bự hơn ngón cái nè. Còn củ nào nữa không các bạn thấy không? Nè, nhìn cà rốt thấy cưng không? Ha, cà rốt tím. Đó, mấy cái cọng này, thấy không? Lạnh quá mà, đâu có vững nổi đâu. Giờ mình lấy tay mình đào thôi. Không có cần dùng cái xẻng đào, phải sợ nó hư. Hư củ này bự nè. Bự nè, lên đi. Ồ, chà, ngon chưa? Đã không các bạn? Cà rốt nhỏ này ăn ngon lắm á. Ha, ở ngoài chợ bắt mắt lắm á. Nhỏ nhỏ vậy chứ $3 nửa ký đó các bạn. Lúc trước mình tới cái chợ kia kìa. Cà rốt này, đây có một củ này các bạn. Nó nằm ở đây, có bự không? Wow, đào lên thôi. Ý chà, củ này cũng bự ha. Ok, nhìn cà rốt tươi rói rồi ha. Vô nhà ăn tuyệt vời lắm ạ. Đây cây môn bạc hà nè, hôm nay mình sẽ bứng cây môn này vô nhà, nhổ lên thử nó có củ không. Bứng vô nhà trồng để lấy cái xẻng bứng thôi chứ để nó hư.
Khi để ngoài tuyết rơi là nó hư hết các bạn ơi. Cà rốt màu tím đã ha. Rồi bây giờ đi rửa cà rốt thôi, coi thử nó đẹp cỡ nào. Các bạn ơi, bây giờ mình thu hoạch được mấy củ hành, mấy củ cà rốt. Bây giờ mình rửa cho nó sạch, cho nó đẹp nha. Wow, wow, màu đỏ tươi, tím tím, đỏ đỏ, vàng vàng. Ha, xinh không? Thấy cưng quá các bạn ơi, sang năm chắc trồng nhiều lên nữa quá. Mê quá các bạn, về nhà ăn thôi. Biết có ăn nổi không, cứ hứa với các bạn ăn rồi vô nhà trốn luôn à. Trời rất là lạnh các bạn ơi. Hôm nay ra cũng không có tệ ha. Thu được mấy củ hành vô để mình phi, mình kho cá hay là mình nấu canh gì đây nè. Hành này ngon lắm á. Ngon ha, chắc nụi à. Thơm lắm. Còn cà rốt nè, không biết ăn có ngọt không. Vô nhà rửa sạch sẽ nữa rồi thử nha các bạn. Đã không? Đó, sang năm sẽ trồng nhiều cà rốt, đủ loại luôn, tím, xanh, cam, vàng, trắng. Mình nhổ lên cho các bạn tha hồ các bạn ngắm nha. Năm này tệ quá, năm này không có, cái vườn chưa sửa xong thì cứ như vậy thôi nha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ đi quay những cái thùng rau. Mùa đông nó lạnh à, cái lá nó như thế nào để cho các bạn xem nha. Các bạn yêu cầu. Bây giờ ra ngoài quá lạnh luôn á. Cái tay muốn cắm luôn các bạn, nó cứng ngắc luôn. Mà thiệt mấy củ hành, mấy củ cà rốt này chịu được hay á. Rồi, còn dâu nữa, dâu còn kiên cường hơn nữa. Bây giờ mình sẽ quay cái lá cho các bạn xem. Ơi, để cái rổ này qua một bên. Lá dâu hôm nay nè các bạn, thùng thứ nhất nè. Đó. Bây giờ mùa đông tội nghiệp không? Đâu có ra hoa gì nữa đâu. Thùng thứ nhất xong ha. Rồi thùng thứ hai. Đó, nói những cái câu này nhớ lại mùa hè quá chừng luôn á. Rồi mùa đông nó tàn tạ hết trơn rồi. Thùng thứ hai không có gì hết. Lúc trước thùng thứ nhất hái được một mớ, thùng thứ hai hái được chừng này. Giờ không có gì hết trơn các bạn. Toàn là lá khô. Rồi thùng thứ ba. Thùng thứ ba như thế này nè. Đó, lá đỡ tàn hơn, đỡ úa hơn thôi chứ không có trái ha. Thùng thứ ba mình quay cho các bạn xem. Rồi xong. Thùng thứ tư. Thùng thứ tư tội nghiệp chưa. Lá khô sưởi ấm cho những cái gốc dâu này các bạn. Đó, đâu có dám cắt lá khô, lá già gì đâu. Cứ để vậy đi chống lạnh ha. Tội nghiệp không à, quá tội nghiệp luôn. Còn ra hoa nữa nè. Các bạn thấy không? Wow, bây giờ mà còn ra hoa. Lạnh lẽo như vậy mà ra hoa thấy thương quá. Nhưng mà không có sống nổi đâu các bạn. Cái ra thì ra vậy thôi chứ đâu có kết trái được đâu. Rồi, thùng thứ mấy rồi? Thùng này thùng thứ 5 nè. Đó, thùng thứ 5 này là dâu bạch tuyết nè. Cái lá xanh xanh ngát luôn ha. Không có ảnh hưởng gì lắm. Dâu bạch tuyết này với dâu bubble berry á, chịu mùa đông lắm á. Có cỏ nè. Cỏ. Rồi, thùng thứ 5 xong ha. Quay cho các bạn xem, các bạn đỡ nhớ, các bạn yêu cầu mà. Rồi, thùng này là thùng bubble berry. Bubble berry có cái gì ở trong không? Hồi nãy mình quay nửa chừng hết pin á, cho nhà thay pin. À, chở mấy đứa nhỏ đi học về cái thay pin, cái trời nó tối xuống, cái màu nó khác nè. Đó, bubble berry lạnh đông đá mà ra cả hoa nè các bạn. Thấy thương quá. Đây nữa nè, thấy cưng không? Ra hoa nè. Ra hoa cho vui thôi, cho có mùa xuân giữa mùa đông. Trộn lẫn với mùa đông thôi chứ thiệt ra không ra trái nổi đâu. Nè, quá chừng hoa ha. Đó đó, hoa thấy thương quá. Lạnh lắm các bạn. Đó, ra chút xíu rồi phải chạy vô, các bạn thấy không? Wow, ở đây có một trái nữa. Mừng quá các bạn ơi. Mùa đông mà có được một trái dâu nè. Thấy cưng không? Ồ, trái này chắc ăn giòn lắm á. Cứng ngắc luôn. Biết sao mà nó sống được không? Nó chui vô đây nè, được sưởi ấm nè các bạn. Thấy đã không? Rồi. Còn trái nào nữa không? Vui quá, hôm nay hái được trái dâu như là gặp vàng vậy đó. Rồi, bên này là thùng thứ 7 nè. Cũng vậy thôi. Xọt xọt lá. Vậy thôi.
Rồi hôm thứ 8 cũng vậy thôi. Lá khô nhiều hơn là lá tươi. Đó, mùa đông là như thế. Rồi qua quay cái thùng dâu gì đó. Triệu view nè, dâu triệu view tội nghiệp không? Đó, nằm lẻ loi một mình ha. Cũng ra lá cũng xinh xắn. Có vài lá vàng vàng úa úa. Đó. Thu được một trái dâu mùa đông. Cưng quá. Dâu bubble berry nè. Chắc nhổ vô nhà trồng ok ha. Đây một cây nữa nè. Khi nào mới ra búp. Bắp cải bây giờ cũng lạnh lẽo quá chừng. Cái bông này, cái bông bắp cải đẹp quá ha. Rồi, rồi đây nữa nè. Đó, càng ngày càng lớn nha. Đó, cái bông nào bông nấy, cái lá nào lá nấy cũng muốn úp vô trong này. Bên này nữa, này nở tè le tắt lét nè. Còn này các bạn biết gì không? Đây là củ cải đó. Đó, củ cải trắng bữa hôm mình trồng nè. Lạnh quá mà nó như vậy đây. Phải qua tháng 2, tháng 3 ấm áp thì mới bắt đầu phát triển ha. Bây giờ mới đông đá, mới nhả đông xong đó các bạn. Kế gì vậy? Thấy ra là đòi à? Hồi nãy ăn rồi mà. Hả? Chuột lan kìa. Thấy mình ra là đòi các bạn. Đòi gì đây? Ăn no rồi còn đòi gì nữa? Mỗi lần ra vườn là kêu à? Có gì mà kêu dữ vậy chuột lan? Có gì ăn đâu. Thôi, tặng cho nè. Tặng cho chuột lan cái trái dâu mùa đông nè. Đứa này hửi trái dâu mùa đông nè. Nè, tặng. Tặng chuột lan đó. Thương chưa? Ăn đi. Ăn hay rớt mất tiêu rồi. Ăn chưa? Ăn hay bị rớt vậy? Đây nè, rớt đây nè. Thấy không các bạn? Làm rớt ở đây nè. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.